yêu là cưới. Tại vì nói chung lúc lần đầu quen nhau thì anh nói thôi anh qua phòng em đi, em sẽ đãi cho anh một món đặc sản của miền Bắc. Cái vừa bước tới phòng trọ thôi là nghe cái mùi đó thì nếu mình là tuyệt chết với chị, nếu mình là tuyệt chết với chị. Xin mời. Chào hai bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường và chào xin. Kính mời hai bạn giới thiệu đôi nét về bản thân mình đi ạ. Em hiện giờ em là Nguyễn Tín Anh, em 34 tuổi. Nghề nghiệp của em là kinh doanh buôn bán. Chào chị Cát Tường và anh MC Văn Bảo. Em là Vũ Thương Hà, năm nay 27 tuổi và em hiện là nhân viên phòng. Hai bạn đến với nhau như thế nào? Đến với nhau là tình cờ năm cuối năm 2011 đó chị. Cuối 2011. 6 năm rồi à? Dạ 6 năm. Một thời gian khá em dài. Em là làm việc ở Sài Gòn á, nên em về Vũng Tàu ăn Tết. Sau vô tình gặp vợ em là hiện giờ. Vợ em thì về ăn Tết nhà cô. Cô thì gần kế nhà em gái của em. Đó là tình cờ thôi. Em gặp vợ em là trong một buổi sáng em muốn cầu qua quán cà phê. Thì vợ em là bán tiếp cô của vợ em. Bán cà phê? Dạ bán cà phê. Thì em qua em muốn cà phê thì em vô quán ngồi. Thì em thấy vợ em á, khách cứ vô, vợ thì cứ vợ, cứ ngồi ca nghiêu ngao vậy, không ngó ngàng tới khách gì hết. Ta đi phụ thôi mà, đâu phải công việc chính của người ta đâu. Cái em vô em nói, quán cà phê nè em ơi, mà cứ ca, kêu 3 tiếng vậy, tiếng thứ 3 mới nghe là dạ em ra chơi anh ơi. Mà trong khi em ngồi đối diện mà không hay khách vô vậy chứ. Thì em nói bán cho anh ly cà phê, lấy đưa khách, không có mời vậy, để đại anh bàn người ta. Cái cũng ra ngồi giống ca nghiêu ngao vậy. Cái em hỏi em nghĩ bụng á, ủa cô này chắc đầu có vấn đề, đầu có vấn đề. Trời ơi. Đó là ấn tượng đầu tiên của bạn dành cho vợ của mình, còn bạn? Đó là quán nước ở nhà bình thường thôi. Là em là đi học ở Sài Gòn, lâu lâu em về phụ cô. Thì em không có quen cái công việc như vậy. Thì em khách thì em hỏi rất là tự nhiên thôi, rồi em làm em hát. Em lúc đầu em gọi anh bằng chú. Em tưởng anh này là đã có gia đình rồi và chị vợ rất là lớn tuổi. Thì hôm đó vô tình em mới nói chuyện với em gái của anh này. Em nói là anh trẻ tuổi đi mà hai sao lớn, chứ vợ của anh quá là lớn tuổi mà nhìn tội, nhìn trinh lịch quá ha. Em gái của anh này em mới nói với em là đâu có đâu, anh hai tôi đó bà, người ta còn trai tân đó, trai tân đó. Rồi sau đó là ai là người tỏ tình trước? Chính thức mà quen nhau là lúc nào? 3 tháng sau thì tụi em mới chính thức quen nhau. Lúc đầu thì không có trang điểm lên, rất là thấy hình rất là bình thường. Qua ngày hôm sau qua em chơi em thấy vợ em trang điểm lên nhìn quá đẹp. Là bữa đó chưa? Là bỏ cái ý định là dạ. Cô này bị này chưa? Dạ, bỏ hả? Nhưng mà rồi ai tấn công ai? Nói chung là em tấn công trước chị. Nói chung là em tạo mỗi thời cơ á chị. 6 năm rồi có nhớ cái nụ hôn đầu tiên dạ, là thế nào? Nụ hôn đầu tiên là em hẹn vợ em lúc đó là mới tháng đầu là đi công viên chơi á chị. Bữa em có nói dốc nè. Nói em thấy gì không? Cái vợ em nhìn em say con phun cái. Trời ơi, cái kia nó ôn. Trời ơi. Đó là chính thức quen nhau chưa hay là lúc đó là lén hôn thôi? Dạ lúc đó cũng là chính thức là hẹn hò đó. Nhưng mà lúc đó là hai em vẫn là mỗi người ở một nơi. Lúc đó mà em đã gặp nhau là trên Sài Gòn, tại vì lúc đó anh này vẫn làm Sài Gòn và em cũng học trên Sài Gòn. Gặp nhau lần đầu tiên ấn tượng là ở dưới quê. Nhưng mà hai người đã ở trên Sài Gòn là yêu nhau là cũng là ở trên đó luôn rồi. Nhưng mà những cái câu chuyện nào mà ấn tượng nhất mà hai bạn nhớ nhất? Câu chuyện mà em thấy là rất là có cái tính giải trí trong gia đình. Tại vì đến bây giờ gia đình nhà anh vẫn mỗi lần nói tới em là hay nghĩ tới cái món đó. Đó là món cà bung của người Bắc. Cà bung hả? Dạ, chắc là anh chị cũng chưa biết. Nói chung là em thì em là miền Tây nên em nghe lạ. Tại vì nói chung lúc lần đầu quen nhau giờ em nói thôi anh qua phòng em đi, em sẽ đãi cho anh một món đặc sản của miền Bắc. Em cũng chừa bụng đói để mình qua đó mình thưởng thức cái món nó ngon như thế nào. Cái vừa bước tới phòng trọ thôi là nghe cái mùi là đã kinh rồi. Giống mình như là chuột chết với chị. Trời ơi, sao chị chưa ăn mà chị nghe em diễn tả dạ. Hết muốn ăn luôn vậy. Món đặc sản của ta dạ. Mà em diễn tả ghê. Nhưng mà lúc em mở cửa vô thì em mới thấy tá quả là em thấy là mắm guốc nè, cơm mẻ nè, nấu đổ chung vô. Quên lại vậy đó hả? Dạ, mà thấy vợ em ăn ngồi rất là ngon. Tại vì anh này không biết thưởng thức thôi. Chứ ba mẹ bây giờ vẫn thưởng thức được. Ba mẹ ảnh hả? Là bây giờ ăn được. Lúc đó bạn ăn sao? Lúc đó bạn ăn nói chung là cả em không ăn, em bỏ em đi luôn. Bụng đói vẫn không ăn? Dạ không ăn. Anh bỏ đi luôn chị. Tại vì em xa gia đình lâu thì em thèm cái món đó, em chưa lâu lắm em không được ăn. Thì em rất là thèm mà em muốn nấu để rất là tâm huyết để hai đứa ăn. Nhưng mà anh không biết ăn. Anh bỏ đi rồi em ngồi đó em ăn luôn hay là em đi theo hay tại là... vì em biết cái tính của anh này, mặc dù mới quen nhưng em đã hiểu là anh này rất là khó về việc ăn uống. Dạ đúng, em có khó ăn uống. Có giận không? Dạ không giận, hơi thất vọng một nhưng xíu. Qua rồi em cũng an ủi vợ em, nói thôi em thông cảm tại vì
Anh cũng chưa quen nên từ từ anh sẽ quen. Mà giờ ăn được món đó chưa? Dạ được rồi chị. Ăn được rồi? Được rồi chị. Mà ngon không hay là ăn miễn cưỡng? Nói chung ngon chị. Ngon hả? Dạ. Rồi chúc mừng em. Rồi mình có cái biến cố gì không em trong 6 năm trời quen với nhau? Dạ có chị. Rồi. À, biến cố là lúc em quen vợ em á. Lúc đó em mặn ăn đang thất bại á chị. Năm bao nhiêu? Năm bao nhiêu? Năm 2012. Lúc đó chưa tới năm chị, quen chỉ mấy tháng thôi. Mà lúc đó là người thân bạn bè rồi xa lánh em nhiều lắm. Em biết. Tại lúc đó mình trắng tay rồi, mình không còn gì nữa. Chỉ có vợ bên cạnh thôi. Dạ, có chỉ có vợ em bên cạnh thôi. Nói chung là em cũng cảm ơn vợ em rất nhiều. Tại vì vợ em đã cho mình một cái sức sống để tới ngày hôm nay. Cái thời gian khó khăn đó nó trải qua bao lâu? Trải qua cũng khoảng năm đó chị. Năm. Và lúc đó Hà vẫn âm thầm bên cạnh em. Dạ, bên cạnh em, an ủi em. Lúc đó Hà nghĩ như thế nào? Giống như bạn trai mình nói, thường thì mới mà thật ra cũng một năm chưa có gì là quá sâu sắc. Tại sao em không em lại ở bên cạnh ảnh trong lúc khó khăn? Anh này á, thực sự em tiếp xúc với anh lâu rồi thì em thấy anh là một người rất là có đạo đức, có hiếu và rất là tình nghĩa, tình cảm quá. Cái khó khăn của anh bởi vì do anh quá tin tưởng bạn bè, chứ còn cái bản chất của anh rất là giỏi. Mà anh này rất hay bị nhục chí, tức là anh sẽ bị, nếu mà không ai đồng cảm là anh sẽ buông xuôi ha. Thì em lúc nào cũng an ủi em hầu như là lúc đó em vừa đi ăn năm cuối gần tốt nghiệp rồi, nhưng mà em vẫn đi làm thêm. Mặc dù cái số tiền của em ủng hộ anh á, để cho anh có tinh thần á, thì nó không có nhiều, nhưng mà em làm mọi thứ có thể, tất cả để nỗ lực của em để cho anh thấy là em còn làm được như vậy, thì anh phải cố gắng lên. Sau khi mà anh cảm được cái điều đó thì anh rất là bản lĩnh và anh đã đi lên được đến bây giờ. Tính ra đây là một con gái rất là sâu sắc ha. Lúc đầu bạn nói là có cảm giác như là không có để ý gì hết, rất là ngây ngô, nhưng mà cuối cùng là lúc này là cũng quan sát bạn, cũng để ý bạn và hiểu bạn từng chút một luôn á. Thế rồi sau cái biến cố đó thì như thế nào, lúc đó có vui lại chưa? Đó là nói chung là cũng vui lại anh, cũng vui lại được năm nữa là hai năm là vợ em lúc đó ra trường anh. Là vợ em chuẩn bị về Vũng Tàu á, đặng xin việc làm á. Năm đó là vợ em bị chết nặng luôn. Sao vậy? Là bởi vì gia đình em là khá khó. Em ở với trong này là ở với các cô, ông bà nội và nói chung các người thân, chứ không ở với cạnh bố mẹ. Cô rất là khó và tạo cho em rất là nhiều cái áp lực. Mà em mới lớn thì em chưa có đủ kinh nghiệm để chịu đựng những áp lực đó. Về tình cảm cũng vậy, cô ngăn cấm, cô không có cho quen ai. Rồi nói chung là em không được tiếp xúc với ai. Đi học, đi làm về hay là đi thực tập về thì chỉ ở trong phòng và ở trong nhà thôi. Đi đâu thì cũng có sự kiểm soát rất là gắt gao. Không muốn cho tiếp xúc với anh này hay là không cho tiếp xúc với ai hết? Những người cô em cho tiếp xúc là phải những người cô em sẽ định hướng. Còn anh này là tuyệt đối là không được. Thực ra là anh này cô em không biết, cô em chỉ mập mờ nghe thông tin bên ngoài thôi, nhưng mà em hầu như em giấu hết, em rất là kỹ và em giấu hầu như là hết. Đến năm thứ 5 thì em mới nói cho ba mẹ em biết. Quen nhau 5 năm, hai người quen nhau 5 năm thì gia đình em mới biết, chính thức là ba mẹ em mới biết. Rồi đó. Còn phía gia đình của bạn thì sao? Gia đình của em thì nói chung là ngay đầu tiên thì là ba mẹ đã biết và ủng hộ. Nhưng mà cái lúc đó là cô ngăn cấm, đó là ngăn cấm bao lâu, rồi lúc đó hai bạn qua lại với nhau như thế nào? Thì trong vòng 2 năm em làm bất cứ một gì không vừa ý cô là cô sẽ gọi điện mét ba mẹ. Mà em thì cực kỳ thương ba mẹ em. Em đã lớn rồi, em không muốn bố mẹ em phải có một gánh nặng bất cứ dù nhỏ đến để cho bố mẹ phải phiền lòng. Em lúc nào cũng cố gắng nghe lời cô hết mức có thể. Nhưng mà em càng ngoan thì cô lại càng hơi gia trưởng thêm. Rồi lúc đó hai bạn gặp nhau bằng cách nào? Thì là em đi học, em có đi học thêm á, thêm bằng vi tính ha. Thì là cái em tranh thủ á chị. Thường là về phía không à, 11, 12 giờ chạy xe từ đây Sài Gòn về xuống Vũng Tàu. Vũng Tàu tới có 3-4 giờ sáng em đến khách sạn em ngủ. Ngủ thì nói chung vậy, buổi sáng á chỉ gặp vợ, trừ khi nào vợ em đợi cô em đi làm á, mới hai đứa mới được gặp mặt nhau. Mà gặp trong vòng thì chỉ được có mấy chục phút mà. Là em phải về trên đây. Cái thời gian nó kéo dài bao lâu? Kéo dài 2 năm á. Bao nhiêu lâu thì em xuống với gặp vợ em được? Nhớ quá là 1 tuần 2 lần hoặc 3 lần luôn chị. Mới đầu đi cảm giác đường rất là xa, nhưng mà từ từ nó sẽ rất là gần. Tại vì mình quen hả chị? Một tình yêu, một cái động lực, 1 tuần 2-3 lần chạy xuống giấc giữa đêm rồi ngủ sáng gặp một chút rồi đi về. Dạ đi về. Nhưng mà lúc đó thì có bạn trai em ngược lại bên cạnh, vậy thì em cũng cảm thấy đỡ bị stress đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì cô em kiểm tra thậm chí cả điện thoại luôn, nên là khi mà
em gọi anh này á là 9 giờ của em ngủ ha, là em lén mở cửa đi ra ngoài hành lang á, xong rồi em khóa cửa lại em nói chuyện với anh, xong rồi có một lần cô phát hiện á thì cô khóa cửa luôn cho ở ngoài luôn, phát hiện là nói chuyện thôi chứ không biết nói chuyện với ai thì em đã tắt rồi, thì là cô khóa cửa ở ngoài luôn, là hầu như lúc nào em cũng nói chuyện lén với anh. Hồi đó em bị stress nặng lắm, em khóc lên min luôn, em khóc ngày nào em cũng khóc, gọi điện cho anh là em khóc, là nhưng mà lúc đó thì anh rất là bản lĩnh, lúc đó thì anh lại ngược lại, anh lại động viên em. Anh có cái tính rất là tích cực, anh hướng đến cho em những cái điều nó rất là tích cực. Không cứ để cho em bi quan. Lúc người này bị bi đát thì người này lại hướng cái này đến tích cực. Có nghĩa là hai bạn rất là dành nhiều tình cảm cho nhau, luôn nghĩ đến nhau. Ai khó khăn thì người kia sẽ bên cạnh để mà hỗ trợ. Nhưng mà rồi đến 5 năm sau thì khi mà gia đình em biết ảnh thì là thái độ của ba mẹ em như thế nào? Mẹ em thì rất là dễ tính và thương em, thì mọi chuyện đều là do em quyết định thôi. Nhưng mà bố em thì rất là khó. Lúc trước là có nghe các cô phong phanh nói thì là không ưng nên là bố cũng không đồng ý. Nhưng mà khi mà bố tiếp xúc và gặp với anh này rồi thì bố lại, chắc là do anh này, cái bản chất của anh này là làm cho bố em cảm thấy yên tâm nên bố em cũng đồng ý. Cho nghĩa là giờ ba mẹ hai bên là đã đồng ý hết rồi. Hai bạn đó có dự tính gì chưa? Em bây giờ em dự tính là năm sau á chị, tháng 2 năm sau. Nhưng hiện tại thì là em vẫn ở Vũng Tàu hay là ở thành phố? Vẫn đi về, tại vì thứ bảy chủ nhật là em được nghỉ. Là em vẫn đang ở với cô? Không, lúc bây giờ em ở riêng rồi, tại vì em có ý là em ở cư xá á chị. Mình mong muốn đối phương điều gì? Ở đối phương điều gì cần thay đổi để tiến tới hôn nhân? Em mong muốn là mình đã vượt qua nhiều cái khó khăn trong cuộc sống rồi, thì bây giờ em mong anh á giữ sức khỏe và lúc nào cũng bên cạnh và che chở cho em và mãi là bên cạnh em như bây giờ. Anh mong muốn á, em á, nói chung là lúc nào á cũng cho sức khỏe cho em nữa kìa. Em á lúc này hay bệnh lắm, không đi xa nữa, không có anh á, rồi sau này về thì anh sẽ lo cho em thật đi. Anh muốn em thay đổi gì cứ nói đi, tại vì á em cố gắng thay đổi được. Thì anh chung anh muốn em thay đổi là bớt nói nhiều quá. Mỗi khi mà em điện thoại cho anh, em cằn nhằn đủ việc hết. Anh thấy như vậy anh lo xa, đúng không? Đừng nên lo xa. Công việc của anh trên này cũng đã ổn định rồi. Quan trọng là em hiểu với bớt cầu toàn của em lại. Nhưng khó nhiều việc. Tại vì hiện thì vẫn đang ở xa đó. Khi nào mà ở bên cạnh mình thì mình đỡ lo hơn. Phụ nữ thì lúc nào cũng vậy, hay lo xa. Và ngày hôm nay mình vẫn ngồi đây nắm chặt tay nhau, đó là quá quý. 6 năm rất là dài. Và bây giờ có con đường phía trước, chị nghĩ rằng nó sẽ là những cái gì đó nó hanh thông, nó tốt đẹp. Những cái gì khó khăn nó qua rồi. Chị hy vọng là hai bạn sẽ luôn nắm chặt tay nhau và luôn, chị sẽ chúc hai em hạnh phúc. Mình yêu đủ rồi nha. Mình cưới nha. Mình cưới nha. Cảm như hơn đủ rồi nha em, mình cưới nha em, yêu không bao giờ đủ hết, yêu hoài yêu mãi, đừng khó một chút chứ. Hai vợ chồng mình đã trải qua nhiều rồi, cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường này nha. Hạnh phúc quá. Tuyệt vời. Xin chúc hai em sẽ mãi mãi nắm tay nhau như thế này, bước trên một đoạn đường dài sẽ có những đứa con thật là dễ thương sẽ ra đời. Chúc mừng hai em. Yêu làm cưới.